Chuyên trang đánh giá điện ảnh nghệ thuật sắc đẹp của Mỹ TC Keller đã công bố 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2022. Theo đó, nhân vật đang giữ vị trí đầu bảng là người mẫu Jamia Tok. Jamia Tok, 31 tuổi, cao 1m75. Cô có thân hình rất là cân đối, các số đo lần lượt là 866186, cùng với làn da đen bóng khỏe khoắn. Siêu mẫu năm 1991 có nhan sắc hút hồn, được pha trộn từ gốc châu Phi, châu Âu, Brazil và Ấn Độ Năm 2016, Jamia Tox được chọn trình diễn bộ nội y Fantasy Bra trị giá là 3 triệu đô la Mỹ tại Victoria's Secret Fashion Show. Và cùng năm nay, cô có mặt trong danh sách những người mẫu được trả các xe cao nhất thế giới của tạp chí Forbes, à, thu nhập ước tính là khoảng 4 triệu đô la Mỹ.